Các bạn thân mến, xin chào mừng quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi các trận chung kết của giải cầu lông quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam Open năm 2015. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của giải và sẽ diễn ra tổng cộng 5 trận đấu chung kết, và trận đấu mở màn sẽ là trận đấu chung kết ở nội dung đôi nam. Đây là trận đấu có sự góp mặt của đôi vợt hạt giống số 1 của giải là Lee Jun Hui và Liu Yuchen. Đôi vợt hạt giống số 1 của giải là hai tay vợt mặc áo thi đấu và quần thi đấu màu xanh dương. Còn đối thủ của họ là những người đồng hương, cũng là những tay vợt Trung Quốc là Huang Kaixiang và Wang JJ, là hai tay vợt mặc áo thi đấu màu cam. Xin nhắc lại đến quý vị và các bạn, hai tay vợt hạt giống số 1 của giải Lee Jun Hui và Lee Jun Chen là hai tay vợt trong trang phục áo thi đấu màu xanh. Còn hai tay vợt đối thủ của họ, Huang Kaixiang và Wang Chiji, trong trang phục thi đấu màu cam. Ở trên mảnh nhỏ của quý vị bạn thì tay vợt trong trang phục áo màu xanh đứng gần mảnh truyền hình của quý vị bạn là Liu Yuchen. Xin thông tin đến quý vị và các bạn, giải cầu lông Việt Nam Yonex Sunrise Việt Nam Open năm 2015 là giải đấu trong đẳng cấp Grand Prix, và tổng giá trị giải thưởng của giải đấu này lên đến 50.000 đô la Mỹ. Và tay vợt đoạt danh hiệu vô địch ở nội dung đơn nam sẽ nhận giá trị giải thưởng là 3.750 đô la Mỹ. Còn đôi vợt đoạt danh hiệu nội dung đôi nam cũng như là đôi nữ và đôi nam nữ sẽ có cùng giá trị giải thưởng là 3.950 đô la Mỹ. Đáng tiếc nhất trong giải đấu năm nay là tay vợt chủ lực của Việt Nam, tay vợt số 1 của chúng ta là Nguyễn Tiến Minh đã không thể vượt qua vòng đấu thứ 3. Anh đã phải chia tay với khán giả hâm mộ sau vòng đấu thứ 3 trước một tay vợt người Malaysia, trong một trận đấu mà Tiến Minh đã gặp quá nhiều khó khăn. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Việt Nam Nguyễn Phạm Duy Anh, và trọng tài cầu là trọng tài người Thái Lan Manit Chamuongkon. Cuộc đối đầu giữa các tay vợt người Trung Quốc hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, bởi họ là những người đã am hiểu lối chơi của nhau. Vâng, đây là đôi vợt Huang Kaixiang và Wang JJ, những người không được xếp làm hạt giống nhưng đã có mặt trong trận đấu chung kết của giải. Còn đây là đôi vợt hạt giống số 1 của giải, Lee Jun Hui và Lee Yu Chen, đều là những vận động viên của Trung Quốc. Như vậy là trong ván đấu thứ nhất thì đôi vợt hạt giống số 1 của giải là Lee Jun Hui và Lee Yu Chen sẽ thi đấu ở phần sân gần mảnh truyền hình của quý vị và các bạn. Còn đôi vợt Huang Kaixiang và Wang JJ sẽ thi đấu ở phần sân xa mảnh truyền hình của quý vị và các bạn. Xin nhắc lại đôi vợt hạt giống số 1 Lee Jun Hui và Liu Yuchen trong trang phục thi đấu màu xanh. Như vậy là giao cầu trước ở trong ván đấu này sẽ thuộc về hai vận động viên hạt giống số 1 của giải. Lee Jun Hui sẽ là người giao pha cầu đầu tiên ở trong trận chung kết nội dung đôi nam này. Trên mảnh nhỏ với bạn, người giao cầu xin nhắc lại là Lee Jun Hui. Trận đấu bắt đầu.
Pha tấn công của Lê Xuân Hồi, một tình huống mà cầu đã treo ở giữa sân để tạo điều kiện khá dễ dàng cho Lê Xuân Hồi dứt điểm 1-0 cho đội vật hạt giống số 1 của giải. Cầu đã dài và đi ra ngoài, điểm số cân bằng 1-1. Không như vậy là cầu ở trong sân, 2-0 cho đội vật hạt giống số 1 của giải. Chúng ta theo dõi lại pha chiếu chậm điểm đầu tiên trong trận đấu của Hoàng Cai Sen và Quang Duy Trì. 1-2. Cú smart ở phía cuối sân của Lê Xuân Hồi. Chúng ta thấy là sự phối hợp nhịp nhàng của đội vật hạt giống số 1 như thế nào. 3-1. Trọng tài biên xác định cầu ở trong sân, các biên được thu ngắn xuống còn 2-4. Chúng ta có thể thấy là đội hạt giống số 1 của giải hay vận động viên thi đấu ở gần ảnh truyền hình của quý vị bạn Lee Jun Hui và Lee Ju Chen có chiều cao tốt hơn và họ đang phối hợp với nhau rất ăn ý. Cầu đã ở trong sân, pha chiếu chậm cho chúng ta thấy rất rõ. Điểm số là 3-5. Đổi giao cầu. Lỗi giao cầu. Đổi giao cầu trở lại với hai vận động viên Lee Jun Hui và Liu Yuchen. Pha giao cầu của Liu Yuchen rất đẹp mắt của Smart kéo sân. Liu Yuchen đã hơi sai lầm trong pha xử lý vừa rồi khi mà Hoàng CJ đã di chuyển ngang để thực hiện cú smash chéo góc rất đẹp. Quá hay, chúng ta thấy là tình huống di chuyển ngang để thực hiện một cú đánh trái tay rất đẹp. Liu Yuchen xử lý cổ tay rất đẳng cấp ở trong pha cầu này. Giữa Hoàng Cai Sen và Wang Xu Jay ở trong pha cầu này đã phối hợp với nhau không được tốt. Hai vận động viên Lee Jun Hui và Lee Yu Chen đã khởi đầu trận đấu nhịp nhàng với những pha smart uy lực và cả những tình huống phối hợp với nhau ăn ý. Cầu đã đi ra bên ngoài sân, pha xử lý cầu dài của Wang Xu Jay. Chúng ta có thể thấy sự tinh quái của Lee Jun Hui như thế nào. Anh đã thực hiện một pha đánh cầu tốc độ đi không cao, không uy lực nhưng có điểm rơi quá khó chịu đi xuyên giữa hai vận động viên đối thủ. Điểm số bây giờ là 14. Ra ngoài, tình huống phán đoán cực kỳ nhạy bén của Liu Yuchen. 11-4.
trong suốt 10 năm nay đối với khán giả hâm mộ bộ môn cầu lông thì giải cầu lông Việt Nam Open luôn là giải đấu hấp dẫn vì có đẳng cấp cao nhất ở Việt Nam hiện tại, giải đấu ở đẳng cấp Grand Prix. Bây giờ chúng ta trở lại với ván đấu thứ nhất. Điểm số đang là 11-4 nghiêng về đôi vận động viên Lee Jun Hui và Liu Yuchen. Hai tay vợt trong trang phục thi đấu màu xanh ở phần sân gần mảnh truyền hình của quý vị bạn. Ở bên kia lưới là Hoàng Cai Sang và Wang Jingjie. Trận đấu tiếp tục. Tình huống bỏ nhỏ không qua lưới của Lee Jun Hui khá đáng tiếc. 5-11. Có lẽ là bộ đôi Hoàng Cai Sang và Wang Jingjie sẽ phải thay đổi đối pháp đấu pháp của mình. Cầu ra ngoài, tình huống bắt bài nhưng xử lý không chính xác của Hoàng Cai Sang. Và phòng thủ không thành công của Liu Yuchen. Xin khán giả lưu ý không sử dụng đèn flash trong nhà thi đấu. Một lần nữa chúng ta được chứng kiến cú smash rất uy lực của Liu Yuchen. 14-6. Khoảng cách 8 điểm đã là khá an toàn đối với hai vận động viên hạt giống số 1 của giải. Cầu ở trong sân và xử lý có cảm giác cực tốt. Đó là cú bỏ nhỏ của Hoàng Cai Sang. Cầu không qua lưới. 15-7. Điểm cho Hoàng Cai Sang và Wang Jingjie. 8-15. Cầu đã ở trong sân. 16-8. Đổi giao cầu. Lee Jun Hui sẽ là người giao cầu. Điểm cho Lee Jun Hui và Liu Yuchen. 2. Và di chuyển ngang và xử lý cầu trái tay quá đẹp của Liu Yuchen. Một pha cầu nữa mà bộ đôi hạt giống số 1 ở nội dung đôi nam Lee Jun Hui và Lee Jingjie hoàn toàn chủ động. 19-18, còn cách 2 điểm nữa thì ván thứ nhất sẽ thuộc về đôi Lee Jun Hui và Lee Jingjie. Họ đã ra bên ngoài sân như vậy. Đôi vợt hạt giống số 1 có điểm kết thúc ván đấu thứ nhất. 21-8, một chiến thắng dễ dàng cho đôi vợt hạt giống số 1 của giải.
Chưa tới 20 phút thì ván đấu đầu tiên đã kết thúc. Mọi chuyện khá dễ dàng cho Lee Junhui và Liu Yuchen. Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông Thế giới thì chúng ta cũng biết là ở cả năm nội dung đơn nam đơn nữ, đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ đều trong top 100 thế giới, số lượng các vận động viên Trung Quốc đều chiếm rất đông. Hiện tại thì đôi vợt hạt giống, xin lỗi quý vị bạn, đôi vợt có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng nội dung đôi nam của Liên đoàn Cầu lông Thế giới là đôi vợt người Hàn Quốc Lee Yong-dae và Yu Yong-seong. Trong khi đó thì cầu lông Trung Quốc ở nội dung đôi nam, hai vận động viên có thứ hạng cao nhất là Fu Haifeng và Zhang Nan. Đôi vợt này xếp vị trí thứ tư thế giới và vị trí thứ năm là đôi vợt Chai Biao và Hong Wei cũng của Trung Quốc. Đối với nội dung đánh đôi thì vị trí thứ hạng có thể thường xuyên thay đổi khi các vận động viên tùy vào các giải đấu có thể bắt cặp đồng đội khác nhau. Chúng ta theo dõi ván đấu thứ hai. Điểm đầu tiên cho Lee Junhui và Lee Yuchen, đôi vợt hạt giống số 1 của giải ở trong ván đấu thứ hai sẽ thi đấu ở phần sân xa màn truyền hình của quý vị bạn, đó là cú smart ghi điểm của Lee Junhui. Như vậy là Hoàng Kai-xiang và Wang CJ sẽ thi đấu ở phần sân gần màn truyền hình của quý vị bạn. Điểm số là 1-1. Pha giao cầu của Wang CJ. Tình huống bắt bài nhưng đã không thành công của Wang CJ. Trong tình huống này thì hai vận động viên Wang Kai-xiang và Wang CJ đã chơi mạo hiểm. Cầu đi ra ngoài. Chúng ta theo dõi lại pha chiếu chậm. Tình huống đánh cầu của Liu Yuchen nhằm vào vị trí xuyên giữa hai vận động viên đối thủ, nhưng đáng tiếc là cầu dài. Đổi giao cầu, tỷ số là 3-2. Trong tình huống vừa rồi thì Hoàng Kai-xiang định xử lý pha cầu như thế nào? Đó không phải là một tình huống lốp phòng thủ hay là một pha bỏ nhỏ. Dọc dây của Wang CJ. Trước đó thì tưởng chừng như Wang CJ và Hoàng Kai-xiang đã rơi vào thế bị động. Thì chắc chắn là giải cầu lông Việt Nam Open sẽ không thể bỏ qua. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi hiệp thi đấu, ván thi đấu thứ nhì của trận chung kết. Điểm số đang là 11-5, nghiêng về đôi hạt giống số 1 của giải, Liu Junhui và Liu Yuchen, những người trong trang phục thi đấu màu xanh và ở phần sân xa màn truyền hình của quý vị bạn trong ván đấu này. Quá đáng tiếc cho Hoàng Kai-xiang. Và gài cầu trước đó của anh rất thông minh, nhưng tình huống xử lý trái tay này lại không qua lưới. Và bắt bài của Hoàng Kai-xiang rất khó chịu. Đổi giao cầu 6-12.
Lee Jun Hui thực hiện một cú smash điểm rơi của cầu giữa hai đối thủ Wang Kai-sen và Wang Si-ji. 13-6. Chúng ta theo dõi lại pha chữ chậm góc máy giữa lưới. Một cú đập tưởng chừng như dễ dàng nhưng Wang Si-ji lại xử lý không thành công. Quá đáng tiếc. Cầu ở trong sân. Cầu đã chạm lưới và điểm thắng có phần may mắn cho Hoàng Cai Sang và Wang Si-ji. Điểm số là 8-14. Trong lịch sử đối đầu thì Lee Jun Hui, đôi vợt hạt giống số 1 của giải, đã từng thắng hai người đồng hương của mình Hoàng Cai Sang và Wang Si-ji. Đó là ở giải đấu diễn ra vào tháng 6 năm 2015 này. Giải Yonex Canada mở rộng. Đó là trận đấu mà Lee Jun Hui và Liu Yuchen đã giành chiến thắng với tỷ số 17-21, 21-12 và 21-18. Một trận đấu kéo dài 3 ván. Điểm số là 9-16. Lỗi giao cầu. 17-9. Đây là một tình huống tự mắc sai lầm của Lee Jun Hui. 10-17. Quá dễ dàng cho Liu Yuchen. 18-10 có lẽ là trận đấu chung kết nội dung đôi nam sẽ kết thúc trong một chút xíu nữa thôi. Cầu ở trong sân và phán đoán không tốt của Liu Yuchen. Mười một, mười tám, cách biệt 7 điểm. Chúng ta theo dõi lại tới cú smart thứ nhì thì Wang Si-ji đã đánh bại được Liu Jun Hui. 12-18, cách biệt thu ngắn xuống còn 6 điểm. Những cú smash quá uy lực của Liu Jun Hui và Liu Yuchen. 19-12. Danh hiệu vô địch nội dung đôi nam còn cách 2 điểm nữa cho Liu Jun Hui và Liu Yuchen. Đổi giao cầu. 13-19. Pha giao cầu của Wang Si-ji. Cầu leo lưới và ở bên phần sân của Liu Jun Hui và Liu Yuchen. 14-19. Quá hay. Tình huống xử lý ở trên lưới cực kỳ nhạy bén của Wang Si-ji. Sự tập trung cao độ của Hoàng Cai Sen và Wang Si-ji trong những điểm vừa qua là rất đáng khen.
Ngay thời điểm này thì bộ đội hạt giống số 1 của giải có dấu hiệu hơi trùng xuống, rất đáng tiếc. OCJ đã một mình làm chủ pha giằng co này, nhưng anh lại dứt điểm ra ngoài điểm kết thúc trận đấu cho hai vận động viên Lee Jun Hui và Liu Yuchen. Tình huống bắt bài rất tốt của Hoàng Ca Giang. Trận đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng điểm kết thúc để đoạt danh hiệu vô địch vẫn thuộc về Lee Jun Hui và Liu Yuchen. Như vậy là trận đấu kết thúc ở tỷ số 21-16 trong ván đấu thứ hai. Đôi hàng giống số 1 của giải Lee Jun Hui và Liu Yuchen đã đoạt danh hiệu vô địch nội dung đôi nam sau khi giành chiến thắng trước hai tay vợt đồng hương Hoàng Ca Sen và Wang Chi Jay. Hai ván đấu 21-8 và 21-10. Đổi giao cầu, tỷ số là 3-2. Không hiểu là trong tình huống vừa rồi thì Hoàng Ca Giang định xử lý pha cầu như thế nào. Đó không phải là một tình huống lốp phòng thủ hay là một pha bỏ nhỏ. Hỏi lại pha smart dọc dây của Wang CJ. Trước đó thì tưởng chừng như Wang CJ và Hoàng Ca Siang đã rơi vào thế bị động. Thì chắc chắn là giải cầu lông Việt Nam Open sẽ không thể bỏ qua. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi hiệp thi đấu, ván thi đấu thứ nhì của trận chung kết. Điểm số đang là 11-5 nghiêng về đôi hạng giống số 1 của giải Liu Jun Hui và Liu Yuchen, những người trong trang phục thi đấu màu xanh và ở phần sân xa màn truyền hình của quý vị bạn trong ván đấu này. Quá đáng tiếc cho Hoàng Ca Giang. Và gài cầu trước đó của anh rất thông minh, nhưng tình huống xử lý trái tay này lại không qua lưới. Và bắt bài của Hoàng Ca Giang rất khó chịu. Đổi giao cầu 6-12. Lee Jun Hui thực hiện một cú smash. Điểm rơi của cầu giữa hai đối thủ Hoàng Ca Giang và Wang CJ. 13-6. Chúng ta theo dõi lại pha chiếu chậm góc máy giữa lưới. Một cú đập tưởng chừng như dễ dàng, nhưng Wang CJ lại xử lý không thành công. Quá đáng tiếc. Cầu ở trong sân. Cầu đã chạm lưới và điểm thắng có phần may mắn cho Hoàng Ca Sang và Wang CJ. Điểm số là 8-14. Trong lịch sử đối đầu thì Liu Yuchen, Lee Jun Hui, đôi vợt hạt giống số 1 của giải đã từng thắng hai người đồng hương của mình Hoàng Ca Sang và Wang CJ. Đó là ở giải đấu diễn ra vào tháng 6 năm 2015 này. Giải Yonex Canada mở rộng.
Đó là trận đấu mà Lee Junhui và Liu Yucheng đã giành chiến thắng với tỷ số 17-21, 21-12 và 21-18. Một trận đấu kéo dài 3 ván. Điểm số hạt giống số 1 Lee Junhui và Liu Yucheng trong trang phục thi đấu màu xanh. Như vậy là giao cầu trước ở trong ván đấu này sẽ thuộc về hai vận động viên hạt giống số 1 của giải. Lee Junhui sẽ là người giao pha cầu đầu tiên ở trong trận chung kết nội dung đôi nam này. Trên màn ảnh nhỏ với bạn, người giao cầu xin nhắc lại là Lee Junhui. Trận đấu bắt đầu. Pha tấn công của Lee Junhui, một tình huống mà cầu đã treo ở giữa sân để tạo điều kiện khá dễ dàng cho Lee Junhui dứt điểm 1-0 cho đội vật hạt giống số 1 của giải. Cầu đã dài và đi ra ngoài. Điểm số cân bằng 1-1. Không như vậy là cầu ở trong sân. 2-0 cho đội vật hạt giống số 1 của giải. Chúng ta theo dõi lại pha chiếu chậm điểm đầu tiên trong trận đấu của Hoàng Cai Sang và Quân Duy Trì. 1-2. Cú smash ở phía cuối sân của Lee Junhui. Chúng ta thấy là sự phối hợp nhịp nhàng của đội vợt hạt giống số 1 như thế nào. 3-1. Trọng tài biên xác định cầu ở trong sân. Cách biệt được thu ngắn xuống còn 2-4. Chúng ta có thể thấy là đội hạt giống số 1 của giải, hai vận động viên thi đấu ở gần màn truyền hình của quý vị bạn Lee Junhui và Lee Yucheng có chiều cao tốt hơn và họ đang phối hợp với nhau rất ăn ý. Cầu đã ở trong sân, pha chiếu chậm cho chúng ta thấy rất rõ. Điểm số là 3-5. Đổi giao cầu. Lỗi giao cầu. Và giao cầu trở lại với hai vận động viên Lee Junhui và Liu Yucheng. Pha giao cầu của Liu Yucheng rất đẹp mắt. Cú smash kéo sân. Liu Yucheng đã hơi sai lầm trong pha xử lý vừa rồi khi mà Hoàng CJ đã di chuyển ngang để thực hiện cú smash chéo góc rất đẹp. Quá hay, chúng ta thấy là tình huống di chuyển ngang để thực hiện một cú đánh trái tay rất đẹp. Liu Yucheng xử lý cổ tay rất đẳng cấp ở trong pha cầu này. Giữa Hoàng Cai Sang và Wang CJ ở trong pha cầu này đã phối hợp với nhau không được tốt. Hai vận động viên Lee Junhui và Lee Yucheng đã khởi đầu trận đấu nhịp nhàng với những pha smart uy lực và cả những tình huống phối hợp với nhau ăn ý.
cầu đã đi ra bên ngoài sân. Pha xử lý cầu dài của Quang Suy Dây. Chúng ta có thể thấy sự tinh quái của Lee Jun Ho như thế nào. Anh đã thực hiện một pha đánh cầu tốc độ đi không cao, không uy lực, nhưng có điểm rơi quá khó chịu, đi xuyên giữa hai vận động viên đối thủ. Điểm số bây giờ là 14. Ra ngoài, tình huống phán đoán cực kỳ nhạy bén của Liu Yuchen. 11-4. Trong suốt 10 năm nay, đối với khán giả hâm mộ bộ môn cầu lông thì giải cầu lông Việt Nam Open luôn là giải đấu hấp dẫn vì có đẳng cấp cao nhất ở Việt Nam hiện tại, giải đấu ở đẳng cấp Grand Prix. Bây giờ chúng ta trở lại với ván đấu thứ nhất. Điểm số đang là 11-4 nghiêng về đôi vận động viên Lee Jun Ho và Liu Yuchen. Hai tay vợt trong trang phục thi đấu màu xanh ở phần sân gần màn truyền hình của quý vị bạn. Ở bên kia lưới là Hoàng Cai Sang và Quang Chi Gây. Trận đấu tiếp tục. Tình huống bỏ nhỏ không qua lưới của Lee Jun Ho khá đáng tiếc. 5-11. Có lẽ là bộ đôi Hoàng Cai Sang và Wang Chijie sẽ phải thay đổi đối pháp, đấu pháp của mình. Mười hai năm. Cầu ra ngoài, tình huống bắt bài nhưng xử lý không chính xác của Hoàng Cai Sang. Phòng thủ không thành công của Liu Yuchen. Xin khán giả lưu ý không sử dụng đèn flash trong nhà thi đấu. Một lần nữa chúng ta được chứng kiến cú smash rất uy lực của Liu Yuchen. 14-6. Khoảng cách 8 điểm đã là khá an toàn đối với hai vận động viên hạt giống số 1 của giải. Cầu ở trong sân và xử lý có cảm giác cực tốt. Đó là cú bỏ nhỏ của Hoàng Cai Siang. Cầu không qua lưới. 15-7. Điểm cho Hoàng Cai Sang và Wang Chijie. 8-15. Các bạn thân mến, xin chào mừng quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi các trận chung kết của giải cầu lông quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam Open năm 2015. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của giải và sẽ diễn ra tổng cộng 5 trận đấu chung kết. Và trận đấu mở màn sẽ là trận đấu chung kết ở nội dung đôi nam. Đây là trận đấu có sự góp mặt của đôi vợt hạt giống số 1 của giải là Lee Jun Ho và Liu Yuchen.
Đôi vật hạt giống số 1 của giải là hai tay vợt mặc áo thi đấu và quần thi đấu màu xanh dương. Còn đối thủ của họ là những người đồng hương, cũng là những tay vợt Trung Quốc, là Hoàng Kai Xiang và Wang GJ, là hai tay vợt mặc áo thi đấu màu cam. Xin nhắc lại đến quý vị và các bạn, hai tay vợt hạt giống số 1 của giải Li Junhui và Li Yunchen là hai tay vợt trong trang phục áo thi đấu màu xanh. Còn hai tay vợt đối thủ của họ, Wang Kai Xiang và Wang Chiji, trong trang phục thi đấu màu cam. Ở trên mảnh nhỏ của quý vị bạn thì tay vợt đứng, tay vợt trong trang phục áo màu xanh đứng gần mảnh truyền hình của quý vị bạn là Liu Yuchen. Xin thông tin đến quý vị và các bạn, giải cầu lông Việt Nam Unix Sunrise Việt Nam Open năm 2015 là giải đấu trong đẳng cấp Grand Prix, và tổng giá trị giải thưởng của giải đấu này lên đến 50.000 đô la Mỹ. Và tay vợt đoạt danh hiệu vô địch ở nội dung đơn nam sẽ nhận giá trị giải thưởng là 3.750 đô la Mỹ. Còn đôi vợt đoạt danh hiệu nội dung đôi nam cũng như là đôi nữ và đôi nam nữ sẽ có cùng giá trị giải thưởng là 3.950 đô la Mỹ. Đáng tiếc nhất trong giải đấu năm nay là tay vợt chủ lực của Việt Nam, tay vợt số 1 của chúng ta là Nguyễn Tiến Minh đã không thể vượt qua vòng đấu thứ 3. Anh đã phải chia tay với khán giả hâm mộ sau vòng đấu thứ 3 trước một tay vợt người Malaysia. Trong một trận đấu mà Tiến Minh đã gặp quá nhiều khó khăn. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Việt Nam Nguyễn Phạm Duy Anh, và trọng tài cầu là trọng tài người Thái Lan Manit Chamuongkon. Cuộc đối đầu giữa các tay vợt người Trung Quốc hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, bởi họ là những người đã am hiểu lối chơi của nhau. Vâng, đây là đôi vợt Hoàng Kai Xiang và Wang GJ, những người không được xếp làm hạt giống nhưng đã có mặt trong trận đấu chung kết của giải. Còn đây là đôi vợt hạt giống số 1 của giải, Li Junhui và Li Yuchen, đều là những vận động viên của Trung Quốc. Như vậy là trong ván đấu thứ nhất thì đôi vợt hạt giống số 1 của giải là Li Junhui và Li Yuchen sẽ thi đấu ở phần sân gần mảnh truyền hình của quý vị và các bạn. Còn đôi vợt Hoàng Kai Xiang và Wang GJ sẽ thi đấu ở phần sân xa mảnh truyền hình của quý vị và các bạn. Xin nhắc lại đôi cầu đã ở trong sân. 16-8 đổi giao cầu. Li Junhui sẽ là người giao cầu. Điểm cho Li Junhui và Liu Yuchen. Rất hay. Và di chuyển ngang và xử lý cầu trái tay quá đẹp của Liu Yuchen. Cầu nữa mà bộ đôi hạt giống số 1 ở nội dung đôi nam Li Junhui và Li Yuchen hoàn toàn chủ động.
19, 18, còn cách 2 điểm nữa thì ván thứ nhất sẽ thuộc về đội Liu Junhui và Liu Yuzhen. Họ đã ra bên ngoài sân như vậy. Đôi vật hạt giống số 1 có điểm kết thúc ván đấu thứ nhất. 21-8, một chiến thắng dễ dàng cho đôi vật hạt giống số 1 của giải. Chưa tới 20 phút thì ván đấu đầu tiên đã kết thúc. Mọi chuyện khá dễ dàng cho Liu Junhui và Liu Yuzhen. Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông Thế giới thì chúng ta cũng biết là ở cả năm nội dung đơn nam đơn nữ, đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ đều trong top 100 thế giới, số lượng các vận động viên Trung Quốc đều chiếm rất đông. Hiện tại thì đôi vợt hạt giống, xin lỗi quý vị bạn, đôi vợt có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng nội dung đôi nam của Liên đoàn Cầu lông Thế giới là đôi vợt người Hàn Quốc Lee Yong-dae và Yu Yong-seong. Trong khi đó thì cầu lông Trung Quốc ở nội dung đôi nam, hai vận động viên có thứ hạng cao nhất là Fu Haifeng và Zhang Nan. Đôi vợt này xếp vị trí thứ tư thế giới và vị trí thứ năm là đôi vợt Jia Biao và Hong Wei cũng của Trung Quốc. Đối với nội dung đánh đôi thì vị trí thứ hạng có thể thường xuyên thay đổi khi các vận động viên tùy vào các giải đấu có thể bắt cặp đồng đội khác nhau. Chúng ta theo dõi ván đấu thứ hai. Điểm đầu tiên cho Liu Junhui và Liu Yuzhen, đôi vợt hạt giống số 1 của giải ở trong ván đấu thứ hai sẽ thi đấu ở phần sân xa màn truyền hình của quý vị bạn, đó là cú smash ghi điểm của Liu Junhui. Như vậy là Hoàng Kai-xiang và Wang Qijie sẽ thi đấu ở phần sân gần màn truyền hình của quý vị bạn. Điểm số là 1-1. Pha giao cầu của Wang Qijie. Tình huống bắt bài nhưng đã không thành công của Wang Qijie. Trong tình huống này thì hai vận động viên Wang Kai-xiang và Wang Qijie đã chơi mạo hiểm. Cầu đi ra ngoài. Chúng ta theo dõi lại pha chiếu chậm. Tình huống đánh cầu của Liu Yuzhen nhằm vào vị trí xuyên giữa hai vận động viên đối thủ, nhưng đáng tiếc là cầu dài.